Chào các bác nhá. Hôm nay em sẽ cập nhật cho các bác chương trình ưu đãi cũng như mức giá chi tiết của Toyota Vios bản E 3 túi khí số sàn. Bản này thì đang có mức giá liên miết là 478 triệu, ưu đãi sẽ từ 15 đến 20 triệu. Ngoài ra các bác được tặng 1 năm bảo hiểm thân vỏ chính hãng của Toyota, cộng thêm một gói phụ kiện từ 10 đến 15 triệu. Bác nào mà có nhu cầu và có thiện chí thì có thể gọi theo số hotline của em ở dưới để mình có thể được giảm giá thêm từ 5 đến 10 triệu tùy từng thời điểm nhá. Với Toyota Vios bản E, giá liên miết của xe là 478 triệu. Các bác được hỗ trợ lãi suất cố định trong vòng 3 năm 0,8%. Và với cái chương trình ưu đãi thì Toyota Vios bản E này có mức giá lăn bánh ở biển tỉnh sẽ là 505 triệu và biển Hà Nội sẽ là 535 triệu các bác nhé, rất là thấp. Bản E 3 túi khí thì các bác sẽ có là trang bị là một cái gói rất là cao cấp. Thứ nhất là xe sẽ có trang bị là nâng cấp là màn hình cảm ứng này, có hỗ trợ là camera lùi, hỗ trợ cảm biến lùi, nâng cấp so với phiên bản cũ là có la răng, là la răng thể thao đây, la răng thể thao nhá. Và cái phiên bản này sẽ là la răng thể thao và là la răng kiểu dạng phanh xước ấy. Đấy, xe trang bị là phanh đĩa 4 bánh, hỗ trợ ABS chống bó cứng phanh, hỗ trợ cân bằng điện tử chống lật xe. Đấy, về mức tiêu nhiên liệu thì bản này có mức tiêu nhiên liệu rất là thấp, 5,92 lít trên 100 cây. Về trang bị thì phiên bản này sẽ có trang bị là các bác sẽ có cụm đèn chính pha cốt là đèn halogen phản xạ đa hướng cho ánh sáng vàng. Đèn gầm sẽ được nâng cấp lên là đèn LED cho ánh sáng trắng nhé, rất là đẹp. Về thiết kế tổng thể thì xe sẽ không có nhiều thay đổi, chỉ thay đổi cái mặt ca lăng thôi. Và còn về phần đuôi xe thì vẫn gần như là giữ nguyên so với phiên bản 2019-2020. Đấy, xe sẽ có trang bị là hai cảm biến lùi phía sau, một camera lùi, đèn phanh trên cao và anten với cá nhá. Về trang bị thì các bác sẽ có là một cái màn hình 7 inch của Pioneer, màn hình này có hỗ trợ iPhone và Android Auto. Điều hòa vẫn là điều hòa 2 chiều nhưng mà chỉnh tay nhá. Hộp số sàn 6 cấp đây, hộp số là hộp số sàn. Phiên bản này thì hơi đáng tiếc một chút là xe chưa có trang bị chìa thông minh start stop. Nếu mà có chìa thông minh nữa thì nó hợp lý hơn. Bản này sẽ là bản thiếu và là 3 túi khí các bác nhé. Thì với mức giá này, ngoài cái mức giá em ưu đãi thêm thì bác nào mà có thiện chí thì hãy gọi theo hotline của em để được hỗ trợ giảm thêm từ 5 đến 10 triệu tùy từng khách hàng nhé. Thì các bác nào gọi theo, có thể gọi theo số hotline của em là 0825 933 555.